mạch chứng và cách chữa bệnh trùng phong, lịch tiết phong, trọng cảnh. Phong làm bệnh sẽ làm ra chứng bại liệt nửa người hoặc chỉ sải cánh tay, đó là bệnh tý, mạch vi mà sát. Trùng phong nó làm ra thế. Vư tại kinh, phong ở khắp cả trên dưới, cho nên bại liệt nửa người, chứng tỳ bế tắc ở một chỗ, nên chỉ sải cánh tay. Xem đó ta thấy rằng phong nặng mà tỳ nhẹ, phong vận động mà tỳ lưu tại một chỗ. Phong theo hư mà nhập nên mạch vi, phong phát ra thành nhiệt nên mạch sát. Nói trùng phong nó làm ra thế, nghĩa là bệnh tỳ cũng là bệnh phong, chỉ khác có điều là ở dương thì là phong, ở âm thì là tỳ. Trọng cảnh, thốn khẩu mạch phù mà khẩn, khẩn là hàn, phù là hư, hàn và hư tranh nhau, tà khí ở bì phu. Phù là huyết hư, lạc mạch trống rỗng, tặc tà không được tả ra, hoặc ở bên trái hoặc ở bên phải. Nơi có tà khí thì giãn, nơi có chính khí thì rút, chính khí kéo, tà khí làm miệng mắt méo lệch, tay chân bất toại. Tà ở lạc, cơ phu tê dại, không biết đau ngứa. Tà ở kinh, tay chân nặng, không cử động được. Tà nhập phủ, thì không biết ai là ai. Tà nhập tạng, lưỡi không nói được, miệng mửa nước dãi. Vư tại kinh, hàn hư tranh nhau, chính khí bất túc, mà tà thừa cơ xâm nhập, đó là sự chuẩn đoán phong hàn mới cảm. Phù là huyết hư, khí chạy ngoài mạch mà huyết chạy trong mạch. Mạch phù là mạch không đủ ở bộ phận trầm, tức là huyết hư. Huyết hư thì không lấy gì xung quán bì phu lên lạc mạch trống rỗng, mà không lấy gì để giữ gìn chế ngự khí bên ngoài, nên tặc tà không được tả ra. Do đó hoặc bên trái hoặc bên phải, tùy chỗ trống mà tà lưu trước lại tại đó. Nơi có tà khí lại giãn, nơi có chính khí lại rút, nghĩa là chỗ thọ tà thì cân mạch vô dụng nên giãn, còn chỗ không có tà khí thì một mình chính khí ngự trị nên rút. Chỗ chậm bị chỗ nhanh lôi kéo, chính khí kéo tà khí thì miệng mắt méo lệch mà chi thể bất toại. Cho nên tà ở bên phải thì bên trái méo, tà ở bên trái thì bên phải méo, hoặc bên trái hoặc bên phải, nghĩa là có tà chính giãn rút khác nhau, và ở biểu lý khác nhau, cũng có kinh lạc tạng phủ khác nhau. Kinh nội, kinh mạch thì đi vào trong, chia nhánh mà rẽ ngang, gọi là lạc, lạc nhỏ gọi là tôn. Như thế lạc ở cạn mà kinh ở sâu, lạc nhỏ mà kinh to, do đó tà của lạc thì bệnh ở cơ phu, da thịt, tà của kinh thì bệnh tới gân xương, nặng thì nhập phủ, nặng nữa thì nhập tạng, tức là rời vào sâu. Bởi thần ẩn tàng ở tạng mà thông với phủ, phủ bệnh thì thần bị lấp bít ở trong, nên không biết ai là ai. Các âm đều tới gốc lưỡi, tạng khí nghịch không tới dưới lưỡi, thì máy ngừng ở trên, cho nên lưỡi khó nói mà nước dãi tự chảy ra. Hầu thị hắc tán, trị đại phong, từ chi bứt rứt nặng nề, tim sợ lạnh, bất túc. Cúc hoa 40 phân, phòng phong 10 phân, hoàng cầm 5 phân, bạch tuật 10 phân, cắt cành 8 phân, tế tân 3 phân, can khương 3 phân, phục linh 3 phân, xuyên khung 3 phân, phàn thạch 3 phân, nhân sâm 3 phân, đương quy 3 phân, mẫu lệ 3 phân, quế chi 3 phân, 14 vị trên tán bột, uống một thìa phương, thốn với rượu, ngày uống một lần, ban đầu uống 20 ngày, uống với rượu ấm, kiêng kỵ tất cả, cá thịt tỏi, thường nên ăn lạnh, 60 ngày ngưng, tức thuốc tích tụ trong bụng không xuống, ăn đồ nóng vào liền sổ ra, ăn lạnh tự do nó có thể trợ dược lực. Vư tại kinh, phương này cũng là phụ phương của Tôn Kỳ, trong đó
đủ cả phương pháp trừ phong trừ nhiệt bổ hư hạ đàm. Đã là bệnh trùng phong, không bệnh nào không do những nguyên nhân ấy gây ra. Học giả nắm được ý, đừng chấp nhất vào những công thức người xưa để lại mới được. Trọng cảnh, thốn khẩu, mạch trì mà hoãn. Trì là hàn, hoãn là hư. Vinh hoãn thì đó là mất máu, vệ hoãn thì đó là trùng phong. Tà khí trùng kinh thì mình ngứa mà nổi mề đay. Tâm khí bất túc, tà khí nhập vào trong thì ngực đầy mà hơi ngắn, đoạn khí. Vư tại kinh, mạch trì là mạch đi không kịp, mạch hoãn là mạch tới nhưng vô lực. Đi không kịp là hàn mà vô lực là hư. Trầm mà hoãn là vinh bất túc, phù mà hoãn là vệ trùng phong. Vệ ở biểu mà vinh ở lý, kinh bất túc nên phong nhập vào. Huyết bị phong động thì mình ngứa mà nổi mề đay. Tâm bất túc nên phong trúng vào, dương không tỏa khắp được thì ngực đầy mà hơi ngắn. Kinh đi trong thịt mà tim nằm giữa ngực. Phong dẫn thang, trừ nhiệt, kinh phong, co rút, đại hoàng 4 lượng, long cốt 4 lượng, cam thảo 2 lượng, hàn thủy thạch 6 lượng, xích thạch chi 6 lượng, tử thạch anh 6 lượng, can khương 4 lượng, quế chi 3 lượng, mẫu lệ 2 lượng, hoạt thạch 6 lượng, bạch thạch chi 6 lượng, thạch cao 6 lượng. 12 vị trên đâm ra đựng trong túi da, lấy 3 thăng nước tinh hoa, thủy tức là nước giếng múc lúc ban mai, nấu sôi 3 lần uống ấm 1 thăng, trị người lớn bị phong dẫn. Phong dẫn là trừ phong, trẻ em bị kinh giản co quắp, ngày lên cơn mấy lần, đây là trừ. Đây là phương trừ nhiệt, sao thị nói bệnh cước khí nên trị bằng phong dẫn thang. Vư tại kinh, đây là phương hạ nhiệt thanh nhiệt, tôn kỳ cho là trùng phong phần nhiều do nhiệt phát khởi, đặc biệt phụ thêm phương này vào chăng. Trong phương thuốc có khương, quế, thạch, chi long, lệ là để chất rít sáp, khống chế sự bài tiết, lấy nhiệt trị hàn, nhưng đó là một thuốc mạnh, người dùng phải coi chừng. Phong kỷ địa hoàng thang, trị bệnh trạng giống như cuồng đi bệnh vọng hành, nói một mình hoài, không nóng lạnh mạch phù. Phong kỷ 1 phân, quế chi 3 phân, cam thảo 1 phân, phòng phong 3 phân. Ngâm 4 vị trên vào 1 ly rượu, vắt lấy nước cốt, lấy sinh địa hoàng 2 cân, thái nhỏ, chưng lâu như nấu cơm, đựng được chấp trong đồ đồng, rồi lại vắt địa hoàng mà hòa vào, phân ra làm 2 lần uống. Vư tại kinh, cuồng chạy càn nói xa minh nóng, mạch đại là thuộc dương minh, nhưng đây không nóng lạnh mạch phù, đó là huyết sư, đó là huyết hư sinh nhiệt, tà cùng dương làm bệnh nên có chứng như thế. Quế chi phòng phong phòng kỳ, cam thảo ngâm rượu, lấy nước cốt là dùng chất khinh thanh, quy về dương phận để tán tà. Dùng sinh địa hoàng ngọt lạnh chưng chiến khiếu, quy về âm thận để dưỡng huyết trừ nhiệt. Bởi vì thuốc sống thì tán biểu, chín thì bổ suy, đây dùng phép nấu sắc cũng là phép biểu lý vậy. Triệu thị đầu phong ma tán, đại phụ tử 1 củ muối đồng phân lượng, tán 2 vị tên, tắm gội xong lấy muỗng phương thốn bôi lên chỗ đau để được lực chạy. Trọng cảnh, thốn khẩu mạch trầm mà nhược, trầm là chủ xương, nhược là chủ gân, trầm là do thận, nhược là do gan. Mồ hôi ra vào trong nước, nếu nước làm tổn thương tới tim thì xương khớp đau, lịch tiết thống, ra mồ hôi vàng nên gọi là lịch tiết. Vư tại kinh, đây là gan thận hư trước, rồi tiếp theo đó tâm dương lại uất, đó là gốc của chứng lịch tiết hoàng hãn, mồ hôi vàng. Tâm khí hóa dịch thành mồ hôi ra vào trong nước, đi tắm lúc mồ hôi ra, khí của nước lạnh theo lỗ chân lông thâm nhập tâm tạng, ngoài nước
Trong hỏa bất thành thấp nhiệt nên nước mồ hôi phải vàng. Thấp nhiệt ấy dầm ngấm xương khớp mới đau. Lịch tiết là gặp khớp đều đau, ngộ tiết giai thống. Bởi vì nếu không phải là can thận hư trước thì tuy gặp thủy khí chưa chắc đã vào được xương khớp. Nếu không phải là thủy thấp xâm nhập vào bên trong thì can thận tuy hư chưa chắc đã thành lịch tiết. Trọng cảnh muốn trước tiên xét cái gốc của nó rồi mới đề cập tới cái ngọn của nó. Sau cho rằng lịch tiết phần nhiều do hư mà bị bệnh, tham khảo Thiên Hậu Thủy Khí nói: bệnh hoàng hãn mồ hôi vàng, vì mồ hôi ra mà vào trong nước tắm, nước theo lỗ chân lông vào làm bệnh. Hợp hai điều đó lại mà xem thì biết lịch tiết và hoàng hãn cùng một nguồn nhưng khác tánh. Nó ư uất thượng tiêu thì thành bệnh hoàng hãn, nó làm tổn thương luôn cả gân xương thì thành bệnh lịch tiết. Trọng cảnh: mạch của phu dương, động mạch trên mu bàn chân thuộc túc dương minh vị kinh. Phù mà hoạt, hoạt là cốc khí thực, mà phù thì mồ hôi tự ra. Mạch của thiếu âm, động mạch ở trên mắt cá trong thuộc túc thiếu âm thận kinh. Phù mà nhược, nhược là huyết không đủ. Phù là phong, phong huyết tranh đấu nhau làm đau đớn như bị kéo rút. Người mập mạp, mạch sắc tiểu hơi ngắn, mồ hôi ra, xương khớp đau không co duỗi được, đó đều do uống rượu, mồ hôi ra mà ra gió nên bị. Vư tại kinh: mạch phu dương phù là phong, mạch phu dương hoạt là cốc khí thịnh. Mồ hôi là do cốc gạo sinh ra, mà tính của phong là hay tiết nên mồ hôi tự ra. Phong và huyết công kích lẫn nhau, ấy là thiếu huyết, ấy là huyết thiếu âm hư mà phong lại nhiễu loạn huyết làm đau đớn như bị kéo rút. Phu dương và thiếu âm hợp hai điều lại mà xem thì biết rằng nếu cốc khí của dương minh thịnh, phong nhập thì phong sẽ theo mồ hôi mà ra, không làm bệnh. Còn nếu huyết của thiếu âm không đủ, phong nhập bèn lưu lại mà thành bệnh. Người mập mạp, mạch sắc tiểu hơi thở ngắn, ấy là hình thịnh ở bên ngoài, nhưng khí thiếu kém ở bên trong, mồ hôi tự ra, ấy là thấp chiếm ưu thế trở lại. Nhân vì nơi người ưa uống rượu thấp vốn tích tụ ở trong, khi mồ hôi ra mà lại ra gió thì thấp lại uất ở ngoài, trong ngoài liên đới nhau mà lưu nhập xương khớp, mà lưu nhập xương khớp nên xương khớp đau đớn không co duỗi được. Hợp cả ba điều mà xem, mồ hôi ra mà vào nước thì nhiệt bị thấp giảm uất, phong nhiệt phong huyết công kích nhau thì huyết bị phong động. Uống rượu mồ hôi ra mà ra gió thì phong thấp hợp nhau. Vì vậy nói về nguyên nhân của bệnh lịch tiết có ba nguyên nhân đó không giống nhau nhưng chúng cùng một nguyên nhân là cả ba đều do hư mà bị. Trọng cảnh: các khớp tay chân đau đớn, mình mẩy ốm nhom, chân sưng như thoát, đầu xây sẩm hơi thở ngắn, nôn nôn muốn mửa. Quế chi thược dược ti mẫu thang chủ trị bệnh này. Vương tại kinh: các khớp tay chân đau tức là bệnh lịch tiết, mình mẩy ốm nhom, chân sưng hư, chân sưng như thoát là hình khí bất túc mà thấp nhiệt xuống nhiều. Đầu xây sẩm hơi thở ngắn nôn nôn muốn mửa là thấp nhiệt lại từ dưới đưa lên. Chứng này khá giống chứng cước khí xung tâm. Quế chi ma hoàng phòng phong tán, quế chi ma hoàng phòng phong làm tán thấp ở biểu, thược dược tri mẫu cam thảo trừ nhiệt ở lý, bạch cật phụ tử đuổi thấp ở dưới. Còn bệnh sinh cương dùng nhiều, nhất là để cầm ỏi giáng nghịch, đó là phép trị nhiệt tổn thương chi tiết khớp tay chân bên ngoài mà lại xung lên tim bao tử. Quế chi thược dược tri mẫu thang, quế chi 4 lượng, cam thảo 2 lượng, phụ tử nướng 2 củ, tri mẫu 4 lượng, sinh khương 5 lượng, thược dược 3 lượng, ma hoàng 2 lượng, bạch tuật 4 lượng, phòng phong 4 lượng. 9 vị tên
dùng 7 thang nước nấu còn 2 thang, uống ấm 7 cáp ngày 3 lần. Trọng cảnh, vị chua làm tổn thương gân, gân bị tổn thương thì dân gân giãn, chứng này gọi là tiết. Vị mặn thì tổn thương xương, xương bị tổn thương thì sụi nuy, chứng này gọi là khô. Khô và tiết công kích nhau nên gọi là đoạn tiết. Vinh khí không thông, vệ khí không vận hành một mình, vinh vệ đều yếu, tam tiêu không có gì để chế ngự nó, từ chi không được khí huyết tới dinh dưỡng, mình ốm nhom chỉ có chân là sưng to, đổ mồ hôi vàng, ống chân hình lạnh, giả như phát sốt, đó là lịch tiết. Vương tại kinh, đây cũng là tổn thương can thận ở trong, do dùng thuốc tư bổ không điều độ, khô và tiết công kích nhau là gân xương đều bị tổn thương, tên gọi là đoạn tiết. Đó là nói sinh khí không liên tục mà tinh thần có lúc vượt lên, vinh không thông, nhân đó mà vệ không vận hành, đó là bệnh tại âm mà truyền tới dương. Không thông không hành thì đó không phải do ủng tắc. Cái ý câu này muốn nói rằng vinh vệ cạn kiệt. Vinh vệ là khí của cơm nước, tam tiêu nhận khí từ cơm nước, mà tử chi bẩm khí từ tam tiêu. Cho nên vinh vệ yếu thì tam tiêu không có khí, mà tử chi không được nuôi dưỡng. Vì tinh vi không hóa lên trên nên thân thể ốm nhom, âm trọc một mình rót xuống dưới nên chân sưng, ống chân lạnh, đổ mồ hôi vàng. Bệnh này giống bệnh lịch tiết hoàng hãn, nhưng thực ra không phải thủy thấp làm bệnh, cho nên mới nói can thận tuy hư chưa chắc đã thành lịch tiết. Bệnh hư không thể phát nhiệt, còn lịch tiết thì không hề không nhiệt. Vì thế nên nói nếu có phát nhiệt thì đó là lịch tiết, tức là đem hoàng hãn lịch tiết so sánh để biện biệt. Hãy xem bản văn. Trọng cảnh, bệnh lịch tiết không thể co duỗi đau nhức, dùng ô đầu thang mà chữa. Vưu tại kinh, đây chính là phép chữa trị hàn thấp lịch tiết. Tà của hàn thấp nếu không nhờ ma hoàng ô đầu thì không đi, mà bệnh ở gân khớp nó lại không phải như tà ở da lông mà có thể cho ra mồ hôi một lần là giải tán nó được. Do đó dùng hoàng kỳ có tính bổ, bạch thược có tính thâu, dùng cam thảo có tính hoãn, ức chế hai vị kia để thâm nhập vào trong được, mà khử cái tà còn lưu lại, giống như vệ quản coi xét trung hội và đặng ngãi khi hai ông vào đất thục, làm được thành công mà không cần phải giấy loạn, đó mới là yếu diệu của sự chế phương. Ô đầu thang cũng chữa cước khí chân đau nhức không co duỗi được. Ma hoàng 3 lượng, thực dược 3 lượng, ô đầu thái nhỏ 5 củ, hoàng kỳ 3 lượng, cam thảo lượng 3 lượng, dùng 2 thăng mật sắc ô đầu, còn 1 thăng thì lấy ô đầu ra. Bốn vị trên dùng 3 thăng nước nấu còn 1 thăng, lọc bỏ bã, cho vào trong mật đang sắc mà tiếp tục sắc, uống 7 cáp, nếu không thấy hiệu quả thì uống hết luôn. Phàn thạch thang trị cước khí xung tâm, phàn thạch 2 lượng. Bài thuốc này chỉ dùng có 1 vị, dùng tương thủy 1 đầu 5 thăng, sắc sôi 3-5 dạo, ngâm chân vào rất tốt. Vương tại kinh, bệnh cước khí là thấp làm tổn thương ở phần dưới mà khí xung lên phần trên. Phàn thạch vị chua, rít tỉnh táo, khô có thể phân thủy thâu thấp giải độc, độc được giải thì thấp được thâu, thì chứng thượng xung khí xung lên tự nhiên hết. Phụ lục tục mạng thang của cổ kim lục nghiệm, trị trùng phong phì, thân thể không có khả năng tự thâu giữ, sụi lơ, miệng không nói được, mạo muội không biết chỗ đau, hoặc co cắp không xoay chuyển được. Ma hoàng 3 lượng, quế chi 3 lượng, thạch cao 3 lượng, nhân sâm 3 lượng, xuyên khung 1 lượng rưỡi, cam thảo 3 lượng, can khương 3 lượng, đương quy 3 lượng, hạnh nhân 4 hạt, 40 hạt. 9 vị trên dùng 1 đầu nước sắc còn 4 thăng, uống ấm 1 thăng sẽ ra mồ hôi ít ít, che xương sống bằng vải mỏng, ngồi ghế tựa, cho mồ hôi ra thì khỏi, nếu không ra mồ hôi thì uống bận nữa,
không cầm kỵ món gì đừng ra giò. Cũng trị chứng bệnh chỉ nép phục xuống mà không nằm được, vì ho ngược khí kéo lên mặt, mắt phù thủng. Vô tại kinh. Phỉ là phế, tàn phế, vì tinh thần không giữ được, gân xương không dùng được. Đây không phải là sự, đây không phải chỉ là sự nhiễu loạn của tà khí, mà chân khí cũng suy vi. Ma hoàng quế chi là để làm tán tà, nhân sâm dương quy là để dưỡng chính, thạch cao hợp hạnh nhân trợ lực tán tà, cam thảo hợp can khương là sự cần thiết để phục khí, đó là phép công bổ kiêm hành. Tam hoàng thang thiên kim phương, trị trùng phong tay chân co quắp, các khớp đau nhức, phiền nhiệt tâm loạn sợ lạnh, nhiều ngày chẳng ăn uống. Ma hoàng 5 phân, tế tân 2 phân, độc hoạt 4 phân, hoàng kỳ 2 phân, hoàng cầm 3 phân, các vị dùng 6 thăng nước sắc còn 2 thăng, chia 3 lần uống ấm. Uống lần thứ nhất mồ hôi ra ít ít, uống lần thứ hai mồ hôi ra nhiều, tâm nhiệt thêm đại hoàng 2 phân, bụng đầy thêm chỉ thực 1 quả, khí nghịch thêm nhân sâm 3 phân, hồi hộp thêm mẫu lệ 3 phân, khát thêm qua lâu căn 3 phân, trước đó có lạnh thì thêm phủ tử 1 củ, tuật phụ thang cận hiệu phương. Trị phong hư đầu nặng xây sầm khó chịu ghê gớm, ăn không biết mùi vị, thuốc này làm ầm cơ bổ tung thêm tinh khí. Bạch tuật 1 lạng, cam thảo nướng 1 lạng, phụ tử 1 củ rưỡi đốt bỏ vỏ, thái nhỏ 3 vị trên, mỗi lần dùng 5 chỉ, gừng 5 miếng, táo 1 trái, nước sắc nửa chén, sắc còn 7 phân, lọc bỏ bã, uống ấm. Bát vị hoàn, thôi thị phương, trị cước khí lên nhập vào bụng dưới, làm tê dại, thục địa 8 lượng, sơn dược 4 lượng, phục linh 3 lượng, quế chi 1 lượng, sơn thù du 4 lượng, trạch tả 3 lượng, mẫu đơn bì 3 lượng, phụ tử 1 lượng. 8 vị trên tán bột luyện 1, làm hoàn to bằng 1 ngô đồng. Liều uống 15 hoàn với rượu ngày 2 lần. Kinh mạch của thận khởi đầu từ bàn chân và nhập vào bụng. Thận khí không an trị thì khí hàn thấp theo kinh lên nhập vào bụng, tụ ở bụng dưới làm tê dại. Bệnh này không phải là bệnh, mà các thuốc khu thấp hàn hàn có thể trị được. Phải dùng thận khí hoàn bổ khí trong thận để sinh dương hóa thấp. Việt tỳ gia tuật thang thiên kim phương, trị bệnh nhục cực thịt tiêu ổn thuộc phạm vi bệnh hư lao. Nóng thì tân dịch của thân thể thoát ra, tấu lý mở, mồ hôi ra tầm tã, trị lệ phong khí tương đương loại bệnh mà phong, và trị hạ tiêu chân yếu. Ma hoàng 6 lượng, cam thảo 2 lượng, bạch tuật 4 lượng, thạch cao 1/2 cân, sinh khương 2 lượng, đại táo 15 trái. 6 vệ trên dùng 6 thăng nước, trước nấu ma hoàng hớt bỏ bọt rồi cho các vị kia vào sắc còn 3 thăng, chia 3 lần uống ấm, sợ gió thì thêm phụ tử 1 củ đốt